Trở lại cùng với quý khán giả trong chương trình tin tức hàng ngày của chúng tôi. Tiếp theo đây là phần tin tổng hợp. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714 418 9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, Mở đầu là bản tin cho biết là giám đốc điều hành của trang TikTok sẽ điều trần trước Quốc hội của Hoa Kỳ. Theo thông tin trên tờ báo Wall Street Journal, ông Suzy Chu, giám đốc điều hành của TikTok, đã đồng ý tham dự phiên điều trần trước Ủy ban Năng lượng và Thương mại của Hạ viện vào ngày 23 tháng 3 sắp tới đây. Đây sẽ là lần đầu tiên mà giám đốc điều hành của TikTok xuất hiện tại một phiên điều trần của Quốc hội Hoa Kỳ và sẽ đối mặt với các chất vấn trước một ủy ban quốc hội. Phiên điều trần sẽ giúp cho các nhà lập pháp Mỹ, đặc biệt là các thành viên đảng Cộng Hòa, có thể giải đáp những nghi vấn về việc công ty Biden là công ty mẹ của TikTok có trụ sở tại Bắc Kinh cho phép chính phủ Trung Quốc truy cập dữ liệu và theo dõi người dùng ở Hoa Kỳ Theo lời của bà Cathy McMorris-Roger Chủ tịch của Ủy ban Năng lượng và Thương mại thuộc Hạ viện Bà cho biết rằng người Mỹ cần phải được biết những hành động này ảnh hưởng thế nào tới quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của họ trước những cáo buộc phía bên công ty Biden đã phản bác nghi vấn nói trên và cho biết là chính quyền của Trung Quốc không có quyền kiểm soát nào dù là trực tiếp hay gián tiếp đối với lại công ty Biden và TikTok trong một thông báo được đưa ra trong ngày 30 tháng 1 cũng như là các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa khác Bà Roger đã yêu cầu TikTok phải cung cấp thêm thông tin về những tác động của ứng dụng này đối với giới trẻ, trong bối cảnh những nội dung độc hại và xâm hại tình dục trẻ vị thành niên ngày càng tràn lan trên nền tảng này. TikTok cũng cho biết là qua phiên điều trần vào tháng 3, họ sẽ làm rõ những cáo buộc và nghi vấn về nền tảng TikTok nói riêng và công ty ByteDance nói chung, cũng như là giải quyết những lo ngại về an ninh quốc gia. Giám đốc điều hành Suzy Chu cũng nói rằng nền tảng này cần đầu tư nhiều hơn về việc bảo vệ thanh thiếu niên. Trước đó, vào ngày 14 tháng 12 của năm ngoái, Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua một lệnh cấm ứng dụng TikTok trên điện thoại của nhân viên chính phủ. Đồng thời, các nhà lập pháp Mỹ cũng đề xuất lệnh cấm TikTok trên phạm vi toàn nước Mỹ. Hơn 1.000 chuyến bay đã bị hủy bỏ tại Hoa Kỳ vì thời tiết xấu. Thông tấn xã AP đưa tin cho biết là có khoảng hơn 1.000 chuyến bay đã bị hủy bỏ, nhiều chuyến bay bị hoãn lại tại Hoa Kỳ trong ngày 31 tới tháng 1 và con số này dự kiến sẽ tăng trong những ngày sắp tới khi tiểu bang Texas và những tiểu bang lân cận đang phải hứng chịu bão tuyết và thời tiết lạnh giá. Theo dịch vụ theo dõi chuyến bay FlightAware, gần 350 chuyến bay tại phi trường quốc tế Dallas Fort Worth và hơn 200 chuyến bay tại phi trường Dallas Love Field đã bị hủy bỏ hãng hàng không Southwest Airlines đã hủy hơn 500 chuyến bay tức là khoảng 12% toàn bộ lịch trình bay, trong khi hãng American Airlines hủy bỏ 200 chuyến. Cơ quan Thời tiết Quốc gia đã ban hành cảnh báo bão tuyết sẽ xảy ra tại nhiều khu vực ở phía bắc tiểu bang Texas kể từ ngày 31 tới tháng 1. Băng giá đã bao phủ một số tuyến đường sau khi mưa tuyết rơi và đóng băng. Nhiệt độ cao nhất được dự báo duy trì ở mức âm 1.1 độ C cho đến ngày 3 tới tháng 2. Ngoài Texas, thì cơ quan Thời tiết dự báo băng giá có thể tích tụ tại các tiểu bang như Arkansas và Oklahoma lân cận, trải dài tới các khu vực ở phía nam và trung tây nước Mỹ trong tuần này. Các trường học tại ba tiểu bang Texas, Oklahoma và Arkansas dự kiến sẽ đóng cửa hoặc là chuyển sang học trực tuyến trong ngày 1 tây tháng 2. Công ty sản xuất máy bay Boeing nói lời từ biệt với dòng máy bay 747. Thông tấn xã Reuters đưa tin cho biết là nhà sản xuất máy bay Boeing đã giao chiếc 747 cuối cùng cho hãng hàng không Atlas Air trong chiều ngày 31 tây tháng 1. Sự kiện này đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên Boeing 747 sau hơn 5 thập niên kể từ khi nữ hoàng bầu trời ra đời và tạo nên một cuộc cách mạng trong ngành hàng không. Hàng ngàn nhân viên của Boeing, bao gồm một số nhân viên được gọi là những người phi thường, đã phát triển dòng máy bay phản lực trong những năm 1960, sẽ chứng kiến là gần giao hàng cuối cùng của dòng máy bay lịch sử này. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc các chương trình 747 và 767 của Boeing là Kim Smith cho biết, Tôi biết đó là một trải nghiệm xúc động đối với nhiều người trong nhóm hiện tại cũng như là những người đã tham gia chương trình này trong nhiều thập niên. 747 là một dòng máy bay phản lực hai lối đi đầu tiên trên thế giới được Boeing thiết kế và chế tạo trong 28 tháng do hãng Pan Am giới thiệu trong năm 1970 ông Guy Norris, đồng tác giả của cuốn sách Boeing 747 Design and Development Since 1969, ông chia sẻ, chiếc máy bay này đã định nghĩa lại ngành công nghiệp và du lịch hàng không. Với cơ sở ở tại thành phố Everett thuộc tiểu bang Washington của Boeing, là nơi sản xuất của dòng máy bay 747 kể từ khi chiếc máy bay này ra đời. Sau năm thập niên thì nhu cầu của khách hàng đối với 747 giảm dần khi mà Boeing Boeing và Airbus đã phát triển các loại máy bay thân rộng, hai động cơ, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Chiếc 747 cuối cùng do Boeing 747 được ra mắt vào ngày 7 tới tháng 12 năm 2022 và là chiếc máy bay thứ 1574. Chiếc máy bay cho tới nay đã qua kiểm định và hoàn thành giai đoạn bay thử, đã bay tới Portland để được sơn. Đây là một chiếc máy bay chở hàng và sẽ phục vụ cho công ty Thụy Sĩ là Kuerner Nagel. Sắc qua bản tin cho biết là mây ngũ sắc hiếm gặp xuất hiện trên bầu trời của scotland các chuyên gia theo dõi thời tiết của đài bbc đã ghi lại hình ảnh một áng mây ngũ sắc hay còn gọi là mây xà cừ hình thành ở độ cao lớn trong khí quyển trong hai ngày 29 và 30 tây tháng 1. Mây ngũ sắc tạo bởi những tinh thể băng thường được tìm thấy trong điều kiện lạnh cực hạn ở trên vùng cực. Tuy nhiên vào tối ngày 29 tây tháng 1 và sáng ngày 30 tây tháng 1, nhóm chuyên gia thời tiết của BBC trông thấy một đám mây như vậy ở vùng Aberdeenshire, Highland và Moray còn được gọi là mây tầng bình lưu vùng cực chúng là một trong những loại mây đẹp nhất trên bầu trời lúc trạng vạng Tên gọi của chúng đến từ nhiều màu sắc sinh ra khi ánh sáng mặt trời nhiễu xạ xung quanh những tinh thể băng nhỏ li ti, gần như là mọi đám mây hình thành ở tầng đối lưu trong độ cao từ khoảng 9.144m cho đến 15.240m phía trên bề mặt của trái đất. Nhưng mây ngũ sắc thường xuất hiện ở tầng bình lưu, tại độ cao là 2.878 cho đến 30 000 480m do tầng bình lưu quá khô, nhiệt độ phải cực lạnh dưới âm 78 độ C để hơi ẩm đóng băng thành tinh thể băng mây ngũ sắc phổ biến hơn trong mùa đông ở Scandinavia và Canada nhưng rất hiếm gặp ở nước Anh và các khu vực nằm ở vĩ tuyến thấp hơn. Loại mây này có thể xuất hiện tại Anh khi không khí lạnh ở vùng cực tràn xuống phía nam do thay đổi ở xoáy cực. Mây ngũ sắc cũng dễ thấy nhất vào lúc trạng vạng, khoảng thời gian ngắn trước khi mặt trời mọc và sau khi mặt trời lặn. Khi mặt trời nằm dưới đường chân trời khoảng 6 độ, Do ở quá cao, chúng vẫn được ánh sáng mặt trời chiếu rọi và các màu sắc rực rỡ nổi bật trên nền trời sẫm hơn ở xung quanh. Và cuối cùng là bản tin cho biết là nữ minh tinh điện ảnh bà Lisa Loring vừa qua đời ở tuổi 64. Theo nguồn tin của The Guardian trong ngày 31 tháng 1 đã xác nhận là nữ diễn viên Lisa Loring đã qua đời tại bệnh viện hồi cuối tuần sau khi bà trải qua một cơn đột quỵ con cái và người thân đã quây quần bên nữ diễn viên trong những giây phút cuối. Trên trang cá nhân, nhà văn Laurie Jacobson là bạn thân của bà Lauren cho biết cơn đột quỵ bắt nguồn từ việc hút thuốc lá nhiều và bệnh cao huyết áp. Nữ diễn viên phải dùng ống thở 3 ngày trước khi gia đình quyết định để bà ra đi trong ngày 28 tỷ tháng 1. Nữ diễn viên Lisa Loring đã để lại một dấu ấn trong văn hóa đại chúng khi là người đầu tiên đóng nhân vật Wednesday của thương hiệu Adams Family. Bà giữ vai này từ năm 1964 đến 1966 khi mới 5 tuổi. Tờ The Warden nhận xét rằng diễn xuất của bà Lisa trong vai bé gái rùng rợn với phong cách gothic và tóc tết bím cổ điển đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới việc xây dựng ngoại hình nhân vật cho đến ngày nay. Mới đây thì series Wednesday đã do Jenna Ortega đóng vai chính và gây chú ý đạt hơn 1 tỷ giờ xem trên Netflix. Nữ diễn viên đã cảm ơn Lauren vì đã truyền cảm hứng để cô hóa thân nhân vật. Lisa Lauren sinh ra ở quần đảo Marshall vào năm 1958, sau đó là lần lượt chuyển đến Hawaii và Los Angeles cùng mẹ. Bà bắt đầu làm người mẫu khi mới 3 tuổi và có những vai diễn truyền hình đầu tiên sau sự thành công với thương hiệu Adam Family. Bà đã đóng bộ sitcom mang tên The Fruit of Southampton và một số các series truyền hình như là The Girl from UNCLE, As for World Turn. Sang thập niên 1980, bà Lauren một lần nữa gây chú ý với các vai diễn trong thể loại kinh dị. Bà đã đóng nhiều dự án như là Blood, Frenzy, Ice và Service Harbor. Bên cạnh diễn xuất thì bà Lisa Loring còn làm thêm nghề trang điểm cho đoàn phim. Bà đã trải qua bốn cuộc hôn nhân, trong đó có mối tình ồn ào nhất là ông chồng thứ ba là diễn viên phim khiêu dâm Jerry Butler. Hai người kết hôn năm 1987 và ly dị năm 1992 vì Butler không đồng ý bỏ nghề để tập trung xây dựng gia đình.